Nhân xin chào cả nhà mình nhé. Rồi Nhân xin chúc cả nhà mình có một ngày làm việc vui vẻ. Và đôi khi là cái tâm lý của mình không ổn định thì mình coi video nó cũng không được thoải mái lắm. Cho nên là khi mà xem video của Nhân á thì mình hãy giữ một cái tinh thần là thoải mái nhất nha. Bây giờ Nhân sẽ quay cho cả nhà mình xem lại cái khu Bella Villa của chủ đầu tư Trần Anh. Bữa nay thì xuống là đẹp lắm rồi nha cả nhà. Như mình thấy là bên chủ đầu tư là đang làm cái vỉa hè cho mình. Hôm bữa là đổ nhựa, hôm nay làm vỉa hè. Thì Nhân chạy là Nhân chạy từ ở trong Nhân chạy ra nha. Đó, bờ kênh thì bữa nay thì bên chủ đầu tư làm cũng xong hết rồi. Mình thấy có cỏ, có cây rất là đẹp. Rồi có cái bờ kênh nữa. Nó là tuyệt vời luôn. Ở cái khu này thì khỏi bàn rồi. Bởi vì ngay chân trung tâm địa chấn thì hầu như là tất cả những tiện ích nó đều có hết rồi. Như đây là mình có một cái những cái máy tập thể dục cho mình. Còn bên kia là Nhân thấy xẻ đường đồ này kia đó, cái bị đất đó mà không biết khi nào làm đó. Bữa nay thì hầu như là nhà nó được hoàn thiện hết rồi nha cả nhà. Đây là tập thể dục cho mấy em nhỏ. Hồi nãy Nhân chạy vô thì Nhân thấy ngoài cổng nó có một vài căn là bên những cái sàn người ta đang hoàn thiện á, nhìn đẹp mê ly luôn. Phải chi mà xin vô đó quay được sướng. Cái này là phía trong cùng nữa nha cả nhà, cái chân bờ kênh á. Còn bây giờ Nhân sẽ chạy vào vòng vòng ở trong. Nó như đây là đường nhựa là xong hết rồi. Nhựa còn rất là mới luôn. Nó mới đổ nhựa xong cách đây khoảng chừng nửa tháng. Nó như ở đây mình thấy có những cái bảng đã bàn giao. Tức là đã bàn giao cho khách hàng rồi. Thì bây giờ chỉ chờ khách hàng về hoàn thiện thôi. Khu này là một trong những cái khu nó là đẳng cấp nhất trước quà nha cả nhà. Không có khu nào hơn nổi khu này đâu. Toàn là biệt thự với nhà phố hết. Thì khi mình ở đây thì ngay trung tâm thị trấn Đức Hòa đó, như lúc nãy Nhân nói tiện ích đó, thì ở đây là đã nói trung tâm thị trấn rồi, thì hầu như là tiện ích chẳng hạn như là trường học, rồi trạm xá, bệnh viện, chợ này kia đó, hoặc là về những cái khách hàng mà muốn làm việc tại cái khu vực Đức Hòa này đó, thì nó khá là nhiều nhà xưởng, bởi vì nó có mấy cái khu công nghiệp gần ở đây thì nó cách khoảng chừng 2-3 cây số thôi. Ở đây ví dụ như là khu công nghiệp Tân Đô, Tân Đức, khu công nghiệp Liên Minh, rồi nói chung là nhiều lắm. Nó như đây là cái khu này là hầu như là bàn giao hết rồi, cả nhà mình thấy nha, đã bàn giao cho chủ nhà hết rồi nè. Chỉ chờ duy nhất là khách hàng về ở đông thì cái khu này nó sẽ sung lên. Và cái giá cả thì bây giờ nó cũng có một chút thay đổi rồi, nó cũng nhích lên xíu rồi. Bên kia thì làm vỉa hè trước nha cả nhà, cái chỗ mà đầu tiên Nhân làm, Nhân quay á. Còn bên đây thì đang chuẩn bị làm thôi. Nó như ngoài đây thì có cái khu mà cà phê rồi này kia, lát Nhân chạy ra nha. Bây giờ Nhân chạy vô một cái căn nhà của một khách hàng gửi Nhân bán. Nói vòng vòng cuối cùng cũng là bán hàng thôi nha cả nhà. Tại vì cái nghề này mình chia sẻ nhưng mà cũng phải có thu nhập thì mới có thời gian để chia sẻ được. Dạ rồi, bây giờ Nhân sẽ quay một căn. Chết trời, như là bị đóng cửa rồi cả nhà ơi. Dạ rồi, bây giờ là cái căn mình đang bán là cái căn trước mặt của cả nhà mình nha. Ngang 8m, dài 15, tuyệt vời luôn. Thì cái căn này là đi khoảng chừng mấy chục bước thôi là tới bờ kênh. Bờ kênh cái công viên nãy Nhân quay cho cả nhà mình đó. Đó, rất tuyệt vời, rất là thoáng mát luôn, nằm gần ngã ba luôn.
Đó như cả nhà mình thấy ha. Bây giờ mà làm vỉa hè cái nó là ngon lành luôn. Rồi bây giờ thì lý do là cái căn bên kia nó đóng cửa đó, cho nên là Nhân sẽ quay cái căn bên đây cho cả nhà mình xem. Bởi vì là cái căn, hai cái căn này nó giống hệt nhau luôn, nó không khác chút nào hết, nó cũng ngang 8 và 15. Đó thì ở đây thì mình sẽ có một cái sân bên hông là mình để xe hơi như cả nhà bên đây. Còn phần trước này là xe máy là để vô tư luôn, 5-6 chiếc vẫn được. Bây giờ Nhân vào cái đường chính, cửa chính nha. Đó, khi mà cái nhà mình nhận nhà, mình sẽ nhận nhà thô như thế này nè. Đó, còn cái hoàn thiện thì mình sẽ tự hoàn thiện. Ở đây là có một cái bước vào là gặp cái phòng khách nè, rộng thênh thang thoải mái luôn. Ở đây nha cả nhà. Còn ở đây thì mình sẽ làm một cái bếp, cái gian bếp ở đây. Đúng không ạ? Mình sẽ làm cái bếp ở đây. Để khi mà mình vừa nấu ăn đó, thì mình có thể là vừa nhìn ra cửa nhà luôn, vừa trong nhà luôn. Còn bên đây thì mình có thể là nếu như mình muốn làm một cái phòng bếp lớn thiệt lớn, hoành tráng thì mình có thể làm ở đây, nếu như gia đình mình ít người. Còn nếu không gia đình mình nhiều người hoặc là có ông bà lớn tuổi đó, mình sẽ làm một cái phòng riêng ở đây cho ông bà khỏi lên lầu nó mỏi chân. Làm tại đây luôn ha. Phòng ngủ này là rộng thênh thang vô tư. Rồi bây giờ nhận lên lầu. Ở bên đây thì nó có một cái phần nè. Phần đây thì cả nhà mình có thể là làm để mà mình chứa đồ á. Đựng cái gì mà không dùng tới, đựng đây. Rồi Nhân quay xong là Nhân sẽ nói cái giá nha cả nhà. Nói cái giá cả nhà mình hết hồn luôn. Đó, cái căn của mình bên kia nha. Đó, thì căn này nó cũng y chang, nó không khác chút nào hết. Ở đây thì mình nhìn một cái là mình ra, nhìn ra tới ngoài cái chỗ mà cà phê hồi nãy Nhân quay đó, là ngoài đó có cái quán cà phê ngoài kia, rồi đi ra lộ lớn luôn sát bên, ra kênh sát bên. Nó còn trên lầu 1 thì mình có thể thiết kế được hai phòng ngủ nha cả nhà, một phòng trước. Đó, còn nếu kẹt kẹt là làm được 3 phòng luôn. Đó, như phía bên đây, một phòng ngủ. Vị trí này một phòng, phía trước một phòng. Còn nếu như phía trước là nếu như mình có thờ tổ về những cái nghề, ngành nghề mình làm, hoặc là xây dựng, hoặc là nghề may đồ này kia đó, hoặc là tất cả những ngành nghề, thì làm ở trước cái phòng thờ, thì ở trên mình được 2 phòng ngủ. Rồi, lên tầng. Nó ở trên thì mình thêm phòng ngủ nữa, là tất cả là sơ sơ là 4 phòng ngủ. Còn đây là cái ban công rộng thênh thang luôn, đúng không ạ? View khá đẹp, nguyên một dàn nhà không. Đó, còn bên kia là đang một cái bãi đất trống. Còn phía bên kia nữa là khu dân cư Tân Đô, Tân Đức không anh? Tân Đức không anh? Và bên kia Tân Đức, khu dân cư Tân Đức. Rồi, cái căn mình nói nha cả nhà. Dạ. Rồi thì tất cả cái căn biệt thự mình là mình có thể là thiết kế là 4 phòng ngủ, 5 phòng luôn cũng được, tùy theo mình. Nó rất là vô tư, thoải mái luôn. Một trệt, hai lầu. Ở trên là đúc ngói. À, Nhân xin lỗi, đúc thật luôn trên cái mái nhà mình á. Còn cái ban công này là buổi chiều mà đặt khoảng chừng một cái bàn nhậu ở đây thôi. Đó, làm mệt mỏi cả ngày, về làm cái bàn nhậu ở đây vừa mát mẻ thoải mái, vừa là không có ai làm phiền nữa nếu mà là dân nhậu. Đúng rồi, ở đây kẹt kẹt mình đặt 2 bàn, 3 bàn thoải mái luôn. Rất là rộng. Rồi bây giờ Nhân nói cái giá nha cả nhà. Thì cái căn đó là hiện tại là khách hàng gửi cho Nhân là cái giá 2 tỷ 80 triệu. 2 tỷ 8 nha cả nhà.
thì như cái nhà mình thấy phía sau lưng nhân á, là ở đây là lốc lốc thứ hai rồi, đằng kia là lốc thứ nhất ở ngoài cổng mình vô mình gặp liền á, thì cái lốc ngoài đó là công ty bán sau nhất đợt cuối cùng, công ty bán cái giá là 3 tỷ 150 triệu một căn, thì chỉ cần mình từ ở ngoài phía đó mình đi vô khoảng chừng mấy chục mét thôi, cách nhau khoảng chừng chục căn thôi là mình vô lốc thứ hai, thì ở đây là khách hàng bán lại là chỉ có 2 tỷ 8 thôi, cái giá cực kỳ mềm, cực kỳ ưu đãi luôn. Thật sự là không phải là khách hàng đi bán lỗ mà là khách hàng cũng có lời rồi đó. Hồi trước người ta mua có 2 tỷ 6 mấy á, thì bây giờ người ta bán 2 tỷ 8 là cũng đang có lời rồi chứ không phải không có lời nha cả nhà. Chứ đừng thấy là khi nhân quay mà sao tự nhiên khách hàng bán lại bán lỗ, thì mình suy nghĩ cái khu dân cư này là nó có bị cái gì. Một là về hạ tầng thì ok hết rồi, nhân quay rồi, hoặc là chế tạo chỗ sách này kia đó, nó kẹt cái gì đó cho nên là bán lỗ, nhưng không phải là do gì người ta mua đợt đầu, thì mua đợt đầu thì cái giá nó rất là rẻ, bây giờ người ta bán lại cái giá rẻ, nó chỉ đơn giản như thôi. Và cái giá cực kỳ tốt, nếu như cái nhà mình mua 2 tỷ 8 hoàn thiện khoảng chừng tầm 500 cho tới 700 triệu là có một căn biệt thự tuyệt vời, là rơi vào tầm khoảng 3 tỷ 2 hoặc 3 tỷ rưỡi, 3 tỷ rưỡi là ok luôn, quýt luôn, ở một khu dân cư đẳng cấp. Rồi nhấn xuống lại cho cả nhà. Em tính chạy cái đón ra nhưng mà nắng quá thôi lỡ đội đội luôn, để mà hôm được hết. Rất tuyệt vời. Ví dụ nhân có 10 tỷ nhân cũng mua căn ở đây. Mua căn để ở xong cái còn 7 tỷ kia gửi ngân hàng. Gửi ngân hàng lấy lãi rồi xong. Và ước mơ chỉ là mơ ước thôi nha cả nhà. À rồi, nhân quay cái phần sau. Phía sau mình thì mình có thể làm sân phơi, làm máy giặt để ngoài đây. Còn ở đây thì bên nhà bên kia là của người ta rồi, cho nên là mình có thể là mình rào lại luôn. Rào lại. Còn nếu như hàng xóm thân thiện để luôn không sao. Nhưng mà cứ rào để cho ăn. Rồi ok, cả nhà mình nhìn ngắm lại một lần nữa nha. Còn nếu như ai mà mình muốn coi căn nhà này á, thì cứ gọi cho Nhân hoặc là cứ chạy thẳng vào đây coi cái nhà luôn. Còn ví dụ muốn mua thì cứ gọi cho Nhân, Nhân sẽ cho mình gặp chủ, lúc đó thương lượng với chủ luôn. Không ạ, làm việc là phải qua chủ hết chứ không có ra cò được. Nhìn lại nha cả nhà, rất là đẹp ha. Rồi cả nhà mình ví dụ như là có ai ở bên nước ngoài đó, mình muốn mua cái khu này á, thì có ở Việt Nam mình xem được á, mình chia sẻ cái video này ra bên nước ngoài luôn để cho những cô chú ở bên xem. Nếu được á, thì mình mua, một là cô chú về đây mua, hai là mình có thể là mua giùm cô chú cũng được đó, đứng tên giùm luôn. Nếu như mà mất quốc tịch, nếu còn quốc tịch đó, thì Nhân sẽ sắp xếp làm thế nào để cho mình mua được cái khu này. Rồi nếu như ai thấy video này hay thì phải bấm cho Nhân một nút like và chia sẻ video này luôn cho những cái người ta biết được cái thị trấn Đức Hòa bây giờ nó đẹp cỡ nào. Và cuối cùng là hãy nhấn nút đăng ký kênh của Nhân để có thể xem được tất cả video sau. Rồi Nhân xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Những căn nhà đó được chủ nhà hoàn thiện, cực kỳ đẹp. Bên đây đối diện là cà phê. Uống cà phê xong nếu mà còn nóng nực nữa thì nhảy xuống hồ bơi. Bơi xong lên tập gym. Rồi phía trước là cái cổng rồi đó. Nếu mà cả nhà mình ra cổng mình vào ta phải là về Sài Gòn, vào ta trái là đi xuống Bến Lức các tỉnh miền Tây.